Vâng thưa các bạn, đây mới gọi là một chiếc laptop xách tay theo đúng nghĩa các bạn ạ. Có quay sách và các bạn sẽ nhìn thấy nó như một cái hộp luôn. Chắc có lẽ các bạn chỉ thấy những chiếc laptop ở trên phim đúng không? Nhưng ngoài đời thật là nó có đấy các bạn ạ. Ở các phim khoa học viễn tưởng thì các bạn thấy là bên mình đã bán rất nhiều dòng sản phẩm laptop quân đội của Dell. Vậy thì Panasonic của Nhật thì nó như nào? Trên tay của mình ngày hôm nay đó là chiếc Panasonic CF31 Toolbook. Đây là một trong chiếc máy nó cực kỳ nổi tiếng. Với trọng lượng sách như này, nó chỉ có là hơn 3kg một chút. Và đây là một dòng sản phẩm nồi đồng cối đá theo đúng nghĩa và nó hoạt động chủ yếu trong tất cả các môi trường. Ví dụ như là âm độ này, có thể chống nước này, chống va đập này, hoặc hoạt động ở các môi trường hầm mỏ vân vân. Nói chung là tất cả những công việc đặc biệt nhất dành cho nghiên cứu khoa học. Bây giờ thì cùng mình tìm hiểu chiếc máy này nhé. Mời quý vị các bạn đón xem ngay bây giờ. Đây, anh em như thấy là thiết kế nó cực kỳ cục mịch, giống như một chiếc hộp hoặc một chiếc vali. Rất là dày luôn. Này. Đấy. Để mở chiếc máy này ra đầu tiên thì có sẽ có cái cá như này. Các bạn sẽ nhìn đây có phím bấm này. Đấy, các bạn bấm vào đây. Để mở được ra. Màn hình này cảm ứng luôn anh em nhé. Nhưng mà đây là cảm ứng điện rung. Bây giờ là chúng ta sẽ khám phá tất cả các cổng kết nối bên chiếc máy này. Các bạn ơi, đây là khe cắm SIM và cổng HDMI để xuất Vega ra bên ngoài các bạn nhé. Còn đây là khe cắm ổ cứng này. Các bạn có thể gạt cái này và đẩy nó ra này. Và những cái này nó đều có xoang để chống nước các bạn nhé. Đây là cổng LAN này. Cổng USB 2.0 này. USB 3.0 này. Và đây là cổng sạc của máy này. Anh em chú ý là phải đẩy lắp xuống nhá. Đấy, khi lắp vào thì mình chỉ cần đẩy lên này thôi. Đấy. Nó đều có xoang chống nước nhá. Các bạn ấn phím bật nguồn ở đây nhá. Đây này. Đấy, phím bật nguồn đây. Ổ cứng và RAM con này thì đều lưng được anh em nhé. Bàn phím này có cả LED đây anh em ạ. Bàn phím này nó chống nước kinh khủng lắm. Tí nữa mình test luôn cho anh em thêm. Bên trên thì các bạn thấy kể những cái màn hình này nó có rất là nhiều gioăng ốc giúp bảo vệ màn hình. Ở bên này này, các bạn sẽ nhìn thấy những cái ký hiệu bên ngoài này. Các cổng kết nối này, các thứ này đầu độc này. Đây nhá các bạn nhá, nó đều có gioăng này, cái phần gioăng này để chống nước này. Thì các bạn đây là nút gạt pin các bạn ạ. Đây các bạn đẩy pin của pin ra nhá. Nhiều nút gạt quá. Còn bên dưới này các bạn này. Để tháo chiếc máy này ra phải nói là cũng cực kỳ mệt đấy. Bây giờ tớ sẽ thử test độ bền cho mọi người nhìn thấy nhá. Kinh khủng khiếp luôn. Đây các bạn thấy mình test độ bền này. Mình nhảy thoải mái nhá chiếc máy này. Mình đang nặng 80kg các bạn nhá. Này. Thoải mái luôn. À. Bây giờ thì mình sẽ test nước các thứ cho mọi người xem nhá. Nghe mình sẽ làm mình thử nhá, vòi nước này nhá. À, cho anh em nhìn luôn à. À. Anh em tìm kiếm ở trên internet thì cái này thấy nó thử nhiều lắm. Mình thấy cả người Nhật họ thử. À. Chắc là chỉ có loại laptop này mới chịu được. Còn các loại laptop thì không có chống nước đâu anh em nhá. À, thử luôn cho anh em. Sáng phát lửa này. À. À, bây giờ bắt đầu lau nước để test cho anh em nhá. À. Ôi dạ, nước mà xê được bình thường này, con chuột này. Ok, thưa các bạn thì nước đây, búng búng luôn. Thực tế thì ở đây các bạn sẽ thấy là cái bàn phím này nó rong kiểu dạng cao su, cũng chống được nước là cũng chuyện bình thường thôi. Đây. Đó. Và tất cả những phần bên cạnh đây thì các bạn sẽ thấy nó đều có những phần mút để chống nước vào. Vâng, thưa các bạn, đây là mặt trước của chiếc máy đây. Đây là màn hình 13,3 inch theo cái chuẩn vuông các bạn ạ. Còn đây là cấu hình của máy này. Máy được trang bị con chip đó là i5-5300U. Đây là con chip tiết kiệm điện và RAM là 8GB các bạn nhé. Màn hình có độ sáng lên đến 1200 nit anh em ạ. Kinh khủng không? 1200. Tại vì sao phải sáng như này? Để làm việc ngoài ánh sáng mặt trời các bạn ạ. Và cái độ phân giải của màn hình thì nó chỉ có 1024 x 768 thôi.
phù hợp với cái chuẩn vuông như này. Màn hình độ sáng lên đến 1200 thì kể cả ánh nắng mặt trời các bạn hoàn toàn vẫn có thể nhìn thấy thông số kỹ thuật trên chiếc màn hình này. Đến đời này thì Bluetooth được trang bị trên máy là Bluetooth 4.2 nhá. Con chuột này thì nó hơi nhỏ anh em ạ. Ổ cứng trang bị trong máy của Toshiba với dung lượng là 256GB. Còn đây Vega của máy này, nó là HD Graphics 5500 các bạn nhá. Wi-Fi này. Wi-Fi được tích hợp là AC đấy, không phải dạng đùa đấy các bạn ạ. AC 7265 này, đây là chuẩn Wi-Fi 5 đấy, khá là nhanh anh em nhá. Wi-Fi mới nhất bây giờ cũng chỉ là Wi-Fi 6 thôi. Con này thì nó cái công nghệ cảm ứng, nó là công nghệ cảm ứng gọi là điện dung, giống như cái công nghệ điện thoại. Tại vì sao nó lại hỗ trợ công nghệ điện dung như này? Để nó khi cái màn hình mà bị dính nước ấy, nó thiết kế ấy, các bạn vẫn có thể dùng được nhá. Cái này thì cảm ứng kiểu dạng điện dung này, cái màn hình nó sáng quá là mình phải giảm bớt xuống đấy. Đây các bạn nhìn này, cảm ứng điện dung nó không được nhạy đâu các bạn ạ, bởi vì ở bên ngoài nó có lớp kính này, mình thấy kính nó khá là dày. Đó. Chiếc máy này nó thiên về độ bền anh em ạ, chứ không thiên về công nghệ. Còn với cấu hình này thì chủ yếu sử dụng các công việc đơn giản như là cốt hoặc là các thiết bị điều khiển máy móc, các phần mềm mà chạy các thiết bị máy móc cần độ bền cao, hoặc hoạt động trong môi trường ẩm ướt hoặc là sa mạc, nắng nóng vân vân, lạnh đều có thể chạy được rất là tốt anh em nhé. Vâng, thưa các bạn, là sau khi mình trải nghiệm xong với chiếc Panasonic CF31 Tunbook thì đây là một dòng sản phẩm không dành cho số đông. Chủ yếu công việc của những chiếc máy như này thì nó dành cho các công việc như là nghiên cứu khoa học cũng như điều khiển máy móc và các thiết bị ngoại vi, cần một chiếc máy có độ bền cao, có thể hoạt động trong mọi môi trường. Độ bền tiêu chuẩn độ bền quân đội STD80G, và chiếc laptop này có khả năng chống nước và chống va đập, nói chung chống rất nhiều thứ. Đây các bạn sẽ nhìn này, sách này. Đấy. Giá bán thị trường hiện nay những cửa hàng đang bán chiếc máy này theo kiểu dạng hàng xách tay cũ đã qua sử dụng, nó sẽ ở phân khúc khoảng 12 triệu đồng để các bạn có thể lựa chọn nhé. Còn đối với các công việc mà bình thường thì mình nghĩ là không ai xách một chiếc máy này, hoặc là các bạn chỉ thích chơi thôi. Ở Việt Nam thì mình bán cho công an này, quân đội này, đặc công Việt Nam mình dùng cái này nhiều lắm, không biết là mua về để làm gì thôi. Dân mỏ cũng dùng rất là nhiều, và dân chơi xe ấy, chơi xe địa hình ấy, chỉ mua để chơi thôi. Và thậm chí là các bác mà làm phim truyền hình ấy còn thuê như chiếc máy này. Mình cho thuê 500 nghìn một ngày đấy, để làm phim, bởi vì nó rất đặc biệt, không giống như những loại laptop thông thường đấy. Vâng, thưa các bạn, là chương trình trên tay và trải nghiệm chiếc laptop Panasonic CF31 Tunbook của mình xin đến đây là khép lại các bạn ạ. Có những dòng sản phẩm độc đáo lại mang đây mổ xẻ cho anh em như này nhá. Mình nhớ chiếc máy này trong cái phim là Hồ Sơ Cá Sấu đấy, trên truyền hình là sử dụng chiếc CF31 này đấy các bạn nhá. Hy vọng là các bạn đồng hành và ủng hộ kênh công nghệ của TND bằng cách đăng ký kênh nhá. Nhớ là bấm chuông bên cạnh để cập nhật cái dòng sản phẩm laptop mới nhất tại shop nhá. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại.